Hello anh em, hôm nay mình làm clip giới thiệu kèo Aerob đồng LK nhé. Cái đồng này thì chúng ta tải APP về rồi chúng ta đào thôi. Ở đây nó có ba mục: cái lever này, point, referral. Tức là chúng ta nếu mà giới thiệu được nhiều người ấy cùng đào thì cái tốc độ đào của chúng ta nó tăng lên. Ngoài ra ở cái mục cái trái tim này này, ví dụ mình bấm vào thì nó sẽ ra quảng cáo. Như là xem xong quảng cáo thì chúng ta sẽ được thêm point và có thể là tăng tăng tốc độ đào, thì cái này mình cũng mới cài cho nên mình cũng chưa 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 test nữa, nhưng mà một số anh em là đào trước thì đã cái độ thanh khoản thì đã rút được về rồi nhé. Ví dụ như cái bạn toàn này này, 400.000 LK tương đương với 83 đô. Đó. Thì cái này là của người ta, nói chung là độ thanh khoản là ok, đào đến tới đâu là chúng ta rút tới đó. Được, chúng ta rút về cái sàn Uniswap ấy. Withdraw này. Địa chỉ là chúng ta lấy cái địa chỉ cái sàn Uniswap luôn. Uniswap thì nó là cái nền tảng trên ERC20, nên là chúng ta lấy cái địa chỉ ETH á. Chúng ta đáp vào thì chúng ta rút về thôi. Không, cái đó rất là đơn giản. Mình thử kích vào cái trái tim nhé. À, cái này là ba, cứ 3 phút á thì chúng ta mới được click lần. Thì sau khi click á thì cái point của mình nó nhảy, đồng thời là cái LK nó nhảy lên luôn. Cái này là cái lever này, không biết là tăng lên lever điều kiện là như thế nào, thì chắc là chúng ta cái này chắc là nó chúng ta chịu khó chúng ta xem quảng cáo hoặc là chúng ta giới thiệu bạn bè thì nó sẽ tăng cái lever này lên, thì cái tốc độ đào của nó sẽ cao hơn. Cái mà mấy cái mục này là mấy cái mạng xã hội rồi mấy cái của nó này, mình thử vô cái mạng xã hội của nó xem có đông không, hơn 2.000 người một xíu. À, cái ứng dụng đào này thì nó mới thôi cho nên là cái cộng đồng của nó còn nhỏ. Đây là Telegram của nó này, Telegram của nó hơn 2.600, hình như cái đồng coin này là của một cái dự án ở Hàn Quốc thì phải. Hàn Quốc, toàn là chữ Hàn Quốc không à. Thì Aerob hiện giờ thì rất là nhiều, một ngày có mấy chục Aerob lận. Thì mình cố gắng mình lọc ra những cái Aerob mà nó ok nhất, tránh cái tình trạng scam mà chúng ta làm mất công ha. Thì mình chọn ra, mình cố gắng chọn lọc ra để mình giới thiệu mọi người. Mọi người thấy ok thì đăng ký link ủng hộ mình nhé. Ok, chào mọi người nhé.